người bây giờ mình sẽ theo cái thúng này bơi ra kia để lấy cái gậy vào để tối nay mình nhậu nha mọi người. Người hãy theo mình để trải nghiệm ngồi trên thúng như thế nào nha mọi người. Anh sĩ thôi dữ à? Ừ, anh là dữ thôi. Vòng đây. Anh đừng có lát thống nha anh. Anh lát thống không, vậy chứ. Ủa, bây giờ là anh cũng vô thôi chứ còn. Kỳ đó, bình thường đó. Bình thường thế. Anh không biết bao nha anh. Không biết dữ nhưng mà học on à. Nè lát thống ghê lắm ở mà ra cù lô mà gian cù lô lát thống là thâu đó nói nè anh. À mình hồi trước là có thi thi lát thống luôn có giờ rồi nếu như mà không hả cái là địa phương tổ chức có thôn để thi du lưu á mà cấm dịch cái thôi không phải luôn anh chạy cái này lúc đầu mình chạy hey. Nói đi lúc đầu mình tới đây là lúc đầu mình này kinh đó à còn vô trong đó là mình đã thấy đá luôn kinh đây trang kia tận ở nước trang hay biển ở cùng luôn trang bùi à, chuẩn bị thành lập cái bờ tám đây này tức là đoàn đề nghị là trục vớt cái đó tầm khoảng cả trăm khối trăm khối đó dưới này dự kiến là trăm khối dưới này để lên được bờ tám đây nè đây đi xuống dưới kia là không có đó mà ngay chỗ mà mình mà bước vô thúng nó là chỗ nó có đó nên phải đề nghị mất đó nó lại với đồng 18 được cái này đẹp quá này đẹp quá ta thì rồi em đi bữa em đi bữa yến mà cái tay em kiểm cá yến đi xuống tới nhỏ bảo vệ ha luôn hả tá luôn cá tần chúng nó chụp biển như sao chứ không có cho chụp cái đúng rồi chụp biển thôi anh em mới đi lưới về luôn này không đang mới đi lưới về này quên cái anh cũng rồi đó hả em rồi đây cái đồng đạn đó chưa ô mình ăn này được tao đúng rồi tao khách luôn chưa mấy đứa này không ăn với lại mấy đứa kia tên ở đây em biết nhận này em biết vô hay là có chụp quay nữa không anh ba luôn ba cho quay hồi tức là nó hỗ trợ cho mình đó đấy là mình có đất á lát qua là đó chứ này này là tục bớt cái này là tàu con cá không ạ
Đi với anh xảy ra lấy gậy vậy mọi người. Đấy, thấy gậy to không? Gậy cù lao mọi người nè, ăn rất chắc nha, gậy mới vừa bắt luôn mọi người. Đấy. Hello mọi người, bây giờ là mình đang chạy về đường Bà Đông nha mọi người. Lúc sáng là mình đi đường bên kia, bây giờ mình đi đường Bà Đông, đường quanh biển nha mọi người. Mình sẽ mang đến những cái view đẹp nhất đường Bà Đông, quanh biển Cù Lao Chàm cho mọi người xem. Đấy. Đang lên dốc, đang lên dốc. Lúc nãy đang chạy xe thì phát hiện một con kỳ đà mọi người, kỳ đà rất là to mà dục xe dí không kịp mọi người. Con kỳ đà đó là đáng giá là phải là tầm 1 triệu, 1 triệu hơn. Nếu như mà đem bán là 1 triệu hơn, nhưng mà làm về làm màu rất ngon nghe. Nhưng mà dùng xe đâu mà chạy không kịp nè, hai xe này, xe phía trước này, hai xe dùng mà bác không kịp, nó leo lên núi nhanh quá. Chuẩn bị sẽ một vùng trời biển mọi người, đường Bà Đông đây bao la rất là đẹp mọi người, rất là mát. Bà Đông đứng chịu đông quá, đường ra hồi xưa là mình đi quân đó mọi người, quân quanh đảo mình đi này. Là nó không có đường bê tông bây giờ. Giờ nó làm bê tông đấy. Lúc nãy tặng kỳ đà tí gì. Mọi người thấy đẹp không? Đấy. Biển quá đẹp. Có thấy con tàu nhỏ nhỏ không? Mình đang đi chợ để mua ít mồi về tối nhậu nha mọi người. Đây mới dậy đây thì ít quá. Bây giờ mua đi chợ mua ít đồ về nhậu. Đâu mua mồi đây mọi người? 7 đứa. Điệp to mô đây à, xuống này xem điệp, xuống này là ăn điệp có lòng xem điệp. Nãy là ở bảy hương nha mọi người, nãy bảy hương là mua gậy, lấy gậy giờ nó đi hương vô người quen. Con đó là con gì đó, điệp nước mỡ hành à. Con ương à, lấy bỏ ra đây, chị đem nhận phố luôn à. Cô cái gì đó, dạ, dính đó nữa hả, hào dính đó nữa mọi mà con hào nếu loại mới vừa tự gắt đây, gắt lại được cái hoa chọc. À, bu đó quanh nữa đó. Còn hàu nhỏ nhỏ đó là hồng, không chi? Sữa. Ok. Này, cái này con này, cái bụng tao cũng này, đó là cây đen đen này. Đó, biết rồi mà. Đi biết rồi, rồi cô có người biết rồi. Cái này này. Rồi, có người biết, cô cứ trả ra giùm con thôi. Có con mua trái không? Trái cho con mấy luôn đi khách. Khách gì về xuống đây sai cũng mua đây. Chơi nạ ra luôn à? Có nạ dâm luôn à? Được con
to quá to. À, ok. Đó. Ok. Dạ hơi còn câu cũng được. Ốc nướng à? À ốc kia, ốc kia, ốc nón. Đây là ốc nón à. Đây mấy vậy? Hai bí rừ. Đấy, thấy hai bí rừ. Đây 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 cần gì mua đồ nấu chó vậy? Thấy bay. Ốc là bao nhiêu đó? Đây con cần cái ốc. Ốc tí bao nhiêu?